Tiếp theo xin mời ông Nguyễn Minh Hạnh phụ trách mảng đóng cắt của công ty Hà Phương lên giới thiệu về sản phẩm đóng cắt mới của Fuji Electric. Dạ, xin chào tất cả các anh chị. Dạ, thì hôm nay hãy xin đại diện công ty Hà Phương xin giới thiệu đến các quý anh chị các sản phẩm của Fuji Electric trong mảng hạ thế, bao gồm các thiết bị về đóng cắt cũng như điều khiển. Những cái thông tin này thì chỉ là những thông tin cơ bản. Thì hôm nay hãy xin giới thiệu tất cả các thiết bị, khái quát tất cả các thiết bị hạ thế. Các thiết bị đóng cắt bao gồm ACB, MCCB, ELCB, MCB và RCBO của Fuji Electric, MMS hay còn gọi là Motor CB của Fuji Electric, và phần cuối cùng là contactor và turbo overload relay. Thì hôm nay thì bây giờ hãy xin được bắt đầu bài biểu mình. Như các anh chị nhìn đây thì đây là hệ thống điện hạ thế cơ bản. Các có thể thấy là có phần MFB, phần tủ phân phối động lực, tủ control và các cái thiết bị, các cái tủ phân phối nhánh. Thì tùy theo từng các cái loại tủ mình có những cái thiết bị tương ứng, ví dụ như ACB, MCCB và ELCB loại lớn như là loại vừa thì được sử dụng ở cái khu vực tủ MFB. Các MCCB và ELCB có frame size vừa và nhỏ được sử dụng ở các tủ phân phối động lực. Các thiết bị về điều khiển ví dụ như MMS, mà contactor, turbo overload relay hay là inverter thì được sử dụng ở trong các tủ điều khiển. Các thiết bị đầu cuối nhỏ như MCB và RCBO thì được sử dụng trong các tủ phân phối nhánh. Hôm nay hãy xin giới thiệu tất cả các thiết bị này mà của Fuji Electric. Thì mình đến cái phần đầu tiên, đó là ACB, thiết bị quan trọng nhất của hệ thống điện. Đây là ACB của Fuji Electric. ACB này cầm lai với tất cả các cái tiêu chuẩn điện trên thế giới, do đó các anh chị có thể sử dụng ACB này không chỉ ở Việt Nam mà tất cả các cái dự án của các anh chị ở trên toàn thế giới. Hiện nay Fuji Electric đang phân phối ở thị trường Việt Nam hai loại ACB BT2 và hôm nay ra mắt BT3. Thì chúng ta có thể thấy là chúng ta có ACB từ 50k lên tới 135k, phụ thuộc tùy theo từng frame size của ACB. Chúng ta có 1600, 2000, 2500, 4000 và 6003. Đây là một hình của ACB Fuji Electric với tất cả các cái bộ phận để cho các anh chị tham khảo. Hiện tại thì Fuji Electric cung cấp 11 loại ampere ACB, bắt đầu từ 630A cho đến 6300A, nhưng mà với cái kích thước bên ngoài thì chúng ta chỉ có 4 kiểu mỏ cơ bản, từ 1600, từ nhỏ đến 1600 một kiểu mỏ, 2000, 2500 một kiểu mỏ, 4000, 5000 và 6300 một kiểu mỏ. Thì điều này giúp cho cái công việc thiết kế của các anh chị sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Bên cạnh các cái thông số cơ bản của ACB, ví dụ như dòng ngắn mạch hay là dòng điện định mức, thì bộ phận điều khiển của nó là một phần rất là quan trọng của ACB. Nó được ví giống như là bộ não của ACB vậy đó. Thì hiện nay ACB của Fuji có 10 loại OCR, Overcurrent Release, cho các anh chị có thể lựa chọn tùy theo các cái ứng dụng của mình. Các cái OCR này được tích hợp rất là nhiều các cái chức năng bảo vệ cũng như là đo lường để cho các anh chị đơn giản hóa cái thiết kế cũng như các thiết bị lựa chọn của mình. Ví dụ như chúng ta có thể có được những thiết bị bảo vệ quá trong, chạm đất, cảnh báo sớm và rất nhiều các cái chức năng kèm theo. Chúng ta có tất cả là 17 chức năng có thể tích hợp được vào bộ điều khiển của ACB. Thì với 17 cái chức năng bảo vệ cũng như đo lường này, chúng ta rất là cần các cái tín hiệu phản hồi về hệ thống trong những trường hợp mà mình cần phải có cái hệ thống giám sát cũng như là theo dõi nó. Thì Fuji Electric đã tích hợp vào trong cái OCR này một cái chức năng, đó là cái output signal, cái hệ thống tiếp điện phụ có thể lựa chọn được, có thể lập trình được. Thì cái hệ thống này các anh chị có thể dễ dàng
lựa chọn các cái tín hiệu phản hồi mà không cần phải quan tâm như lúc trước là mình phải đặt hàng thì mình phải đặt hàng đúng cái tiếp điểm phụ hay những cái tín hiệu phản hồi nào mình cần. Nhưng mà bây giờ thì không còn phải quan tâm điều đó nữa, chúng ta có thể dễ dàng lập trình được cái tín hiệu phản hồi. Đây là cái sơ đồ nguyên lý của bộ OCR. Chúng ta có hai tiếp điểm phụ có thể lập trình được, mặc định, và chúng ta có thể mở rộng thêm 6 đường nữa. Như vậy tổng cộng có thể mở rộng lên đến 8 đường output có thể lập trình được. Điều này thì nó giúp cho các anh chị rất là dễ dàng lấy được những tín hiệu mà các anh chị cần phản hồi về hệ thống của mình. Bên cạnh cái những cái output signal giống như lúc nãy thì những cái optional unit bình thường, những cái phụ kiện bình thường ví dụ như là send chip, closing coil, motor hay UPT thì cũng được phụ duy cung cấp giống như là các hãng khác. Thì ở đây có một điều lưu ý là khi mình lựa chọn các cái optional này, ví dụ như send chip, closing coil, motor, thì mình lưu ý cái điều khiển DNAT điều khiển để giúp cho cái hệ thống của mình nó hoạt động đúng. Ví dụ như nó cao quá cũng không được, thấp quá thì nó không chạy được, cao quá thì nó chạy. Đây là hình ảnh của các cái thiết bị đó để cho các anh chị có thể tham khảo. Ngày nay thì rất là nhiều các cái yếu tố về an toàn được đặt ra khi mình làm nhà máy hay là mình làm tòa nhà. Thì Fuji hiện nay đã cung cấp thêm một cái thiết bị nữa, một cái phần nữa cho nâng cao cái sự an toàn của các anh chị trong quá trình vận hành nhà máy. Đây là cái nút cái padlock. Khi mà ACV mình được đưa ra, kéo ra ở cái vị trí separate trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng nhà máy thì mình có cái khóa đây, mình sẽ khóa lại để giúp cho cái sự an toàn của những công nhân, những người thực hiện công tác bảo trì phía bên sau được đảm bảo an toàn tốt nhất. Thì ở cái chức năng này nó chỉ có ở cái ACV ra mắt ngày hôm nay, đó là ACVT3. Bên cạnh các cái chức năng ví dụ như để đóng cắt dòng điện thì các anh chị cũng hay sử dụng ICB trong trường hợp mình làm các hệ thống ADS. Thì ADS nếu mà dùng ICB thì nó sẽ tiết kiệm cho các anh chị hơn là mình xài một bộ ADS rồi sau đó mình lại phải mua thêm một cái circuit breaker để mình bảo vệ các cái chức năng khác, ví dụ như quá dầu ngắn ngập. Thì ở đây Fuji Electric cũng có các cái option để cho mình có thể thiết kế hệ thống ADS bằng ICB. Mình có 2 ICB có thể interlock hoặc là 3 ICB có thể interlock. Thường thì mình có thể interlock bằng cáp hay là mình bật cần, thì tất cả các yếu tố đó, các yêu cầu đó Fuji cũng có thể đáp ứng được 2 hoặc 3 ICB. Một cái ứng dụng nữa, một cái an toàn nữa là Fuji cũng có cung cấp đến các anh chị cái hệ thống cái khóa cơ khí. Và thông qua cái khóa này thì mình có thể thiết kế thành một hệ thống khóa chéo bằng chìa khóa. Thì hệ thống khóa chéo bằng chìa khóa thì nó sẽ giúp cho các anh chị thiết kế cái hệ thống khóa chéo mà không còn cái hạn chế về cái không gian từ ACB 1 đến ACB 2 nữa. Mình có thể để một ACB ở tầng trệt và một ACB ở tầng 2, tầng 3 gì đó, không còn cái khoảng cách giống như là mình interlock bằng cảm hay bằng cần. Bên cạnh các cái chức năng vừa rồi thì ACB, Fuji BT3, Fuji Electric BT2 và BT3 cũng có tất cả các cổng thông tin truyền thông để cho các anh chị có thể sử dụng nó trong các cái dự án, các cái nhà máy yêu cầu phải có hệ thống truyền thông. Đây là những cái thông tin cơ bản, cái giao diện của BT2 và BT3. ACB có thể kết nối được vào hệ thống thông tin của truyền thông của các anh chị. Đó là những thông tin cơ bản nhất của ACB Fuji Electric. Hãy xin đi đến phần thứ hai, đó là phần MCB và ELCB. Thì hiện ở đây chúng ta thấy là như từ những năm 90 của thế kỷ trước thì dòng twin của Fuji đã được ra đời. Và thông qua rất là nhiều năm, đến năm 2006 thì đã có rất là nhiều sự thay đổi ở trong đó, phát triển về nâng cao cái dòng ngắn mạch, nâng cao cái khả năng mang dòng. Thì hôm nay MCCB của Fuji có thể có lên được 1600 ampere. Tất cả những cái version phía trước
hiện nay không còn được sản xuất nữa. Đây thì còn lưu hành từ năm 2006 lập dòng GP và hôm nay 2014 có thêm dòng BDP không. Cũng giống như là ACV của Fuji Electric, tất cả các breaker của Fuji Electric đều cầm lai với tất cả các tiêu chuẩn về điện trên thế giới. Do đó chúng ta cũng không hề gặp bất cứ khó khăn gì để mình sử dụng các cái thiết bị này trên ở các nước khác. Một cái thiết kế này rất là đặc biệt trong ELCB của Fuji, giúp cho nó có thể cầm lai với cái version mới nhất của IEC. Thì như các anh chị thấy trên hình đó, thì ở IEC 60947 người ta nói rằng là trong trường hợp mà mất pha thì ở hệ thống 3 pha 3 giây thì ELCB của chúng ta vẫn phải đảm bảo được cái chức năng là chống chạm đất. Thì ở đây Fuji thiết kế nguồn cung cấp cho bộ ớt lít kiệm thì được lấy từ 3 giây pha. Điều đó giúp chúng ta có thể vẫn giữ được điện áp cấp nguồn cho cái bộ điều khiển này trong trường hợp một pha bị đứt, hai pha còn lại sẽ vẫn làm nhiệm vụ là cấp nguồn cho cái bộ điều khiển này, đảm bảo cho chúng ta được cái chức năng chống chạm đập vẫn được đảm bảo. Điều này là một điều hết sức đặc biệt đối với các hãng khác, một số hãng hiện giờ chưa có đáp ứng được cái AC mới nhất này. Một sự thuận tiện nữa trong quá trình sử dụng ELCB của Fuji đó là chúng tôi đã Fuji đã tích hợp vào một cái nút Megaohm Test ở trên mặt của ELCB. Thì như các anh chị biết, trong quá trình mình test cách điện, test Megaohm ở nhà máy thì mình phải cấp nguồn, cấp áp 1000V, 2000V gì đó vào pha để mình kiểm tra. Thì như anh chị thấy, nếu trong trường hợp mình không có cái switch này thì mặc định là 1000V, 2000V nó sẽ chạy trực tiếp vào cái bộ điều khiển này. Thì dẫn tới là cái ELCB này, cái bộ phận ở tiết kiệm unit này nó sẽ bị hư. Và người ta thường làm ở các hệ thống khác á, thì khi mà hàng năm hay là theo chu kỳ là maintenance, người ta phải gỡ tất cả các ELCB ra trước khi người ta có thể test Megaohm của cái hệ thống đó. Thì trong trường hợp mà xài thiết bị Fuji á, rất là dễ. Các anh chị chỉ cần cầm cái tôi giúp dẹp và chuyển chế độ này sang chế độ là đi electric test thì nó sẽ ngay lập tức là nó sẽ ngắt cái cấp nguồn cho cái bộ điều khiển chống chạm đất và chúng ta có thể tiến hành test cắt điện cách ngay lập tức. Mình chỉ cần 5 giây để mình thực hiện cái quá trình đó, thay vì là để mình xài các hãng khác sử dụng các hãng khác thì mình có thể mất một cái ELCB, hai ELCB thì không sao. Nhưng trong trường hợp mà nhà máy có 100-200 cái ELCB thì quá trình đó có thể dẫn tới là 1-2 tuần mình phải hoàn thành được quá trình test điện. Thì cái này nó giúp ích rất là nhiều cho quý vị, không phải ở ngay thời điểm mà giá cả, mà nó còn về lâu về dài để giúp cho công việc của anh chị cũng thực hiện một cách rất là trôi chảy. Thông qua các cái dự án, thông qua nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện, Fuji nhận thấy rằng là hầu hết các cái MCCB các anh chị sử dụng thường là maximum là 400 số đông, và mình thường sử dụng là tối đa là 36 KA, cũng như mình chỉ dùng 2 cực và 3 cực là nhiều nhất, 4 cực mình xài rất là ít. Thì luôn luôn là phải yêu cầu là nhà phải cạnh tranh để mình có thể chiến đấu với tất cả các hãng khác, chiến đấu với các nhà thầu khác. Thì hôm nay Fuji Electric cùng với Hảo Phương xin giới thiệu đến các anh chị dòng MCCB mới của Fuji, đó là BW0, cái dòng kinh tế mới của Fuji Electric. Thì hôm nay có từ fan size 32A cho đến 400A. Thì với cái dòng mới BW0 này thì Hảo Phương cũng như Fuji Electric mong muốn là nó sẽ phủ đầy tất cả các cái yêu cầu về MCCB của khách hàng, về số lượng cũng như là về giá cả.
Thì đây là ba điểm chính chúng ta có được khi sử dụng cái MCCB B550. Thứ nhất thì mình sẽ có một lựa chọn khác về giá cạnh tranh hơn ở so với cái dòng hiện tại MCCB hiện tại ở frame size 32, frame size 160, 250 và 400. Bên cạnh đó thì chúng ta có thêm hai sự lựa chọn nữa ở 18K, 30K ở 100 ampere frame. Trước đó thì mình không có, mình chỉ có ở 100 ampere frame mình chỉ có tối đa là 10K và bây giờ mình bổ sung thêm 15K30. Mình bổ sung thêm một dòng 25K ở frame size 160 và 250. Bên cạnh đó thì như các anh chị biết thì BW0 được phát triển dựa trên cái dòng MCCB hiện có, do đó các anh chị rất là dễ dàng chuyển đổi từ cái cũ qua cái mới, hay là trong quá trình các anh chị có thể dụ như lúc trước mình xài ELCB, sau đó mình chuyển qua xài MCCB, hay là sau này các anh chị muốn chuyển thành ELCB thì cũng rất là dễ dàng tại vì kích thước nó gần như là tương đương. Đây là cái bảng cơ bản, những thông số cơ bản khi mình nói về một cái breaker. Bình thường nghĩ nó là trước tiên mình chọn nó là phải bao nhiêu cực, bao nhiêu ampe và bao nhiêu ka, thì mình sẽ nghĩ mình sẽ chọn ra được một cái máy cắt để mình sử dụng. Thì ở đây hãy có liệt kê, thứ nhất là ka, ở đây là số cực, ở đây là bao nhiêu ampe. Thì như các anh chị thấy thì ở đây có dòng GT là dòng hiện tại và BW0 là dòng mới. Thì mình thấy mình có hai ở frame size 32, dòng GT mình cũng có và dòng BW mình cũng có thêm nữa. Thì đây là một lựa chọn kinh tế. Ở frame size 160 mình có 118K rồi, thì ở BW0 mình cũng có 18K nữa để mình có thêm một sự lựa chọn. Hay 36 mình cũng đã có. Ở frame size 250 18-36, ở BW0 mình cũng có 18-36, ở 400 thì mình cũng có 36 và mình có thêm 36. Đó là những lựa chọn về cho các anh chị thêm về sự lựa chọn về kinh tế. Đương nhiên có thêm một số sản phẩm mới, ví dụ như ở 100 ampere frame chúng ta có 18K cũng như 30K. Trước đây mình chưa có, ở cái dòng tiêu cũ thì mình chỉ có 10K thôi. Và nếu mình muốn lên 30K thì mình phải xài frame size 125, thì điều đó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề giá cả trong quá trình làm việc. Hay ở 160 và 250 thì mình có thêm 25K để cho anh chị lựa chọn trong quá trình, nếu mà cái thiết kế nó không đòi hỏi phải là 36 thì mình có thể chọn 25. Ở cái bảng này thì nó thể hiện rõ hơn về cái dòng gắn mặt, tại vì thường dòng gắn mặt thì các anh chị rất là quan tâm trong quá trình lựa chọn các cái loại máy cắt. Thì ở đây thì các anh chị thấy từ 30 ampere frame cho tới 1600 thì ở điểm chỗ nào mà có màu á, thì là chỗ đó có sản phẩm của Fuji. Như Hải nói lúc nãy thì ở đây mình có dòng hiện tại và dòng BW0 ra mắt ngày hôm nay, thì các anh chị thấy ở đây mình có hai sự lựa chọn, ở đây mình có hai cái sản phẩm mới, ở đây mình có hai sản phẩm mới và đây là có hai sự lựa chọn khác nhau ở cùng một cái sản phẩm có chung spec. Tương ứng với các cái dòng ca đó thì ở đây là model number, các cái model của Fuji Electric chúng ta có là AA, GEAG, GAG, SAG, RAG, HAG, FA ở cái dòng hiện tại, và mình có A0, E0, G0 và S0 ở cái dòng mới. Tương đương với đó thì mình cũng có R0 với H0, nhưng mà hiện nay thì tới hôm nay thì Fuji vẫn chưa có ra mắt cái loại này, sẽ không thể ra mắt trong vòng thời gian rất là ngắn. Bên cạnh đó thì những cái frame size lớn 630 hay 800 thì Fuji cũng có kế hoạch ra mắt cái dòng kinh tế cho các anh chị lựa chọn, cũng như là các thiết bị ở loại 4 cực về sau này. Khi chọn MCCB hay là ELCB thì chúng ta cũng rất là quan tâm đến các cái hệ thống phụ kiện, link phụ kiện để chúng ta có thể thiết kế hệ thống điều khiển hay là chuyển đổi các cái phương án vận hành. Thì ở đây Fuji Electric cũng có đầy đủ tất cả các phụ kiện để cho các anh chị có thể ứng dụng nó vào trong dự án của mình, ví dụ như là sub chip LAN,
tiêm điện phụ, undervolt ở các thiết bị gắn vào bên trong. Thì ở đây các anh chị có thể thấy là có một số các cái phụ kiện nó có thể xài chung được cho dòng cũ, dòng hiện tại và dòng mới. Thì điều này nó sẽ giúp cho các anh chị rất là dễ dàng để không có bị nhầm lẫn cái này xài cho cái mới hay cái cũ, và cũng giúp cho Hảo Phương có thể tồn kho một cách dễ dàng để các anh chị lúc nào cũng có trong kho để các anh chị sử dụng. Đây là những cái thiết bị, những cái phụ kiện ở bên ngoài, ví dụ như operating handle hay là terminal cover hay motor operate, thì Phu Duyên cũng có đầy đủ tất cả các thiết bị này. Thì tương đương nó cũng có một vài model thường xài chung được cho các cái thiết bị bên ngoài. Ở đây là một vài hình ảnh để cho các anh chị có thể thấy, đây là motor, đây là interlock, terminal cover, hay ở đây là operating handle. Các anh chị có thể lựa chọn khi mình muốn đổi hướng cái vận hành, cái cách vận đổi cái cách vận hành của cái MCCB hay là ECCB mình lựa chọn. Mục tiêu nữa ở Fuji Electric, các sản phẩm ELCB và MCCB thì các phụ kiện ở đây là xài chung, không cần phải quan tâm đó là xài cho ELCB hay là cho MCCB, kể cả ở trong cũng như ở ngoài, tất cả là đều xài chung. Thì vừa rồi Hải vừa gửi đến các anh chị những cái thông tin cơ bản, những cái điểm highlight của các cái sản phẩm đồng cấp Fuji Electric của MCCB và ELCB. Thì bây giờ hãy đến cái phần rất là đơn giản nhất của trong hệ thống điện, đó là MCB hay còn gọi là CB Tab. Thì Fuji Electric có MCB của Fuji Electric có 1 cực, 2 cực, 3 cực và 4 cực từ 1 đến 63 A. Confirm với tất cả các cầm line với tất cả các IC mà mình hay gọi là mình sử dụng ở Việt Nam. Có hai loại 10K và 6K. Thì dòng cách có thể đảm bảo lên tới 63A, tại vì đây là chủ Nhật. Ở bên Nhật thì người ta chỉ xài đến 63A thôi. Lớn hơn nữa thì các anh chị dùng MCCB hay là ELCB. Các cái MCB của Fuji có đầy đủ các cái phụ kiện để cho các anh chị, nó không giống như các hãng khác, một vài hãng nó không có, nó chỉ có cái CB thôi, còn không có tiếp điện phụ hay không có sân tiếp hay không có alarm. Thì đó rất là khó cho các anh chị trong trường hợp mà mình làm dự án, mình đúng ra mình chỉ cần xài cái CB là CB test là được rồi, nhưng mà trong trường hợp cái hạn chế về cái phụ kiện đó, mình bắt buộc là mình phải chọn MCCB. Thì trong trường hợp đó, nếu mà sử dụng Fuji Electric thì nó lại chỉ cần MCCB cộng với các phụ kiện này là đủ. Đó thì cái thông tin về MCB nó chỉ đơn giản vậy thôi, tại vì nó cũng không có gì phức tạp so với các loại khác như là MCCB và ELCB. Về RCPO thì như các anh chị biết là thường á, các hãng khác có cung cấp RCCB, nhưng mà khi mà các anh chị mua RCCB á, thì các anh chị lại phải mua thêm cái MCCB, cái MCB để gắn trước đó. Thì điều đó nó dẫn tới thứ nhất là kết nối giữa MCB và ELCB, các anh chị khi đó lại phải tự mình làm. Thì Fuji quyết định là cung cấp đến quý khách hàng là RCPO, bao gồm tất cả, là bao gồm là MCB và cái phần electric unit. Thì ở đây RCPO của Fuji có thể đảm bảo cho anh chị là từ 1 đến 50 A, tại vì những anh chị biết là cái safety yêu cầu về an toàn của Nhật rất là cao. Do đó các anh chị có thể thấy là MCB thì Fuji cấp lên 63 A, nhưng mà ở RCPO thì Fuji chỉ cấp 50 thôi. Cao hơn đó thì Fuji khuyến cáo là nên xài ELCB để đảm bảo các cái tiêu chuẩn về an toàn. Ở đây như các anh chị thấy Hải có ghi là 1N và 3N thay vì 1, 2, 3, 4 cực. Thì ở đây là 1N và 3N thay vì là 1 và 3. Thì ở đây Hải có ghi ra, Hải có liệt kê, ghi ra cái thiết kế để các anh chị thấy được cái sự khác biệt giữa 1N với 1B là như thế nào. Đó thì ở đây 1N á, thì đường phay đi qua MCB và đường nano thì đi qua cái
cùng cái phần uplift unit thôi, thì nó sẽ là 1N tương đương với là 3N, thì 3 dây fan nó sẽ đi qua phần MCB và phần dây neutro thì nó đi ra đấy qua cái uplift unit. Nó sẽ khác với là 4 pha. 4 pha thì tất cả 1, 2, 3, 4 nó sẽ đi qua MCB trước, rồi sau đó nó vòng lên cái phần chấm dứt. Cũng như là 2 cực, 2 pha thì nó cũng đi vào tất cả line và neutro, nó đi vào rồi sau đó nó lại đi sang cái phần chấm dứt. Thì đó là điều nó hơi khác so với MCB. MCB thì mình có 1 cực, 2 cực. Nhưng mà bên RCRO thì mình có 1N và 2 cực. Thì đây là điều khác so với MCB, các anh chị có thể biết rõ hơn tí. Thì bên cạnh cũng giống như là MCB vậy đó, RCBO của Fuji Electric cũng có đầy đủ tất cả các cái phụ kiện để mình có thể thiết kế các hệ thống của mình tương ứng với cái của yêu cầu của khách hàng đề ra, không phải chuyển qua các thiết bị cao hơn để mình có được những cái tín hiệu phản hồi này cũng như xanh chip để điều khiển có thể đọc ngắt từ xa. Đó là xin lỗi địa chỉ để ngắt từ xa. Thì vừa rồi hãy giới thiệu ACB, BT2, BT3, MCCB, DLCB, có BW series, BW Power series và MCB có và RCBO. Thì như các chị thấy là hiện nay dòng sản phẩm của Fuji có thể đáp ứng cho các anh chị là từ 1A cho đến 6300A. Thì đây là mình có thể nói là đầy đủ, có thể cung cấp đầy đủ cho tất cả các sản phẩm trong dãy điện hạ thế. 6300A là maximum, thì Fuji cũng có đầy đủ tất cả các cái thiết bị để cho các anh chị có thể lựa chọn sử dụng trong sản phẩm cung cấp với dự án của mình. Thì vừa rồi hãy đã xong cái phần RCBO. Thì đây là hãy cũng vừa xong cái phần đầu tiên của bài phát biểu của mình. Bây giờ hãy xin phép được tiếp tục giới thiệu đến các anh chị các sản phẩm về điều khiển. Sản phẩm đầu tiên hãy muốn giới thiệu đến các anh chị đó là MMS. Nó được viết tắt bởi chữ Manual Motor Starter. Thì đây trên màn hình các anh chị có thể thấy là đây là một cái sơ đồ điều khiển cơ bản của bộ khởi động Direct Online. Các anh chị có thấy là đây là MCCB đầu vào. Mình có MCCB nhánh, công tắc tơ, rồi lây nhiệt và mình tới motor. Thì Fuji Electric ra mắt cái sản phẩm Manual Motor Starter bằng cách là mình cộng hai thiết bị này lại là một, bao gồm chức năng chống nắng mạnh và chống quá tải cho motor vào một thiết bị. Mình đi tới công tắc tơ để điều khiển motor thôi. Thì ở đây sản phẩm này sẽ đưa đến cho các anh chị những cái sự tiện lợi như sau. Thứ nhất, vì cái kích thước của cái MMS này nó chỉ bằng một nửa của MCB, do đó mình có thể tiết kiệm cái không gian làm tủ điện lên tới 50% hoặc nhiều hơn nữa nếu các anh chị sử dụng nhiều cái bộ khởi động trong một tủ điện. Thứ hai là lúc trước thì mình phải nối dây rất là nhiều bước từ MCB, conductor, rồi lại nhiệt, rồi ra motor. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta chỉ cần nối qua cái này cả MMS rồi tới conductor, rồi tới motor thôi. Thì cái công việc mà đấu dây của mình sẽ hạn chế rất, giảm xuống rất nhiều. Thì một mặt mình tiết kiệm được cái công nhân công đấu dây. Thứ hai mình cũng tiết kiệm được dây nữa. Thứ ba là về cái giá thành, thì giá thành của MMS chắc chắn nó sẽ rẻ hơn MCCB cộng với Overload Relay. Thì các anh chị có thể thấy trong cái bảng giá các anh chị đã cầm trên tay. Thì nó được phát triển dựa trên thiết kế của MCCB, do đó nó có đầy đủ tất cả các chức năng bảo vệ. Và thiết kế này thì được sử dụng cho motor lên đến 30 kW.
bao gồm tất cả các đầy đủ tất cả các accessory để mình cần thiết. Đương nhiên sản phẩm này cũng comply với tất cả các tiêu chuẩn về điện trên thế giới, cho các anh chị có thể sử dụng nó ở tất cả các dự án, ở tất cả các quốc gia một cách rất là bình thường, không gặp bất cứ vấn đề gì về spec đối với bên chủ đầu tư cũng như là bên tư vấn. Đây là dãy sản phẩm của MMS, thì chúng ta có thể thấy là tương đương với 30 kW, thì mình có ở đây mình có 63 ampere cho đến 0.1 ampere. Các anh chị có thể thấy là dòng nắng mạnh rất là cao, tại vì nó được thiết kế để điều khiển là để bảo vệ motor. Thì trong trường hợp mà các anh chị sử dụng MCB hoặc MCCB mà có dòng nắng mạnh thấp, nhiều khi nó còn không bảo vệ được chính nó nữa. Thì thiết kế của MMS giúp cho hệ thống điều khiển của chúng ta có thể bảo vệ một cách an toàn nhất trong trường hợp có sự cố xảy ra. Thì như lúc nãy Hải có nói thì cái phần phụ kiện các anh chị có thể thấy trên đây nó rất là đầy đủ. Như mình có các cái tiếp điện phụ, khối tiếp điện phụ sân kiếp, tại vì nó những chức năng này nó giống như là của bên MCCB, có sân kiếp hay là volt. Đây là tất cả những cái phụ kiện để cho mình có thể làm những cái tủ điều khiển nó rất là đẹp. Ngoài cái chức năng mình còn có cái mỹ quan nó rất là dựng. Tất cả những cái tủ này khi mà thiết bị này, nếu mà các anh chị thiết kế cái tủ điều khiển thì nhìn nó rất là chuyên nghiệp. Thì cái thông tin về MMS nó chỉ đơn giản vậy thôi. Thiết bị có thể làm cung cấp lên được 30 kW với đầy đủ tất cả các phụ kiện để chúng ta có thể làm một cái tủ điều khiển rất là chuyên nghiệp cho cái sản phẩm của mình. Thì hãy đến cái phần rất là quan trọng của Fuji Electric đó là contactor. Như lúc đầu các anh chị có thể thấy cái video clip khi bắt đầu hội thảo thì contactor của Fuji Electric là một trong những sản phẩm mũi nhọn của công ty Electric. Nó làm nên cái thương hiệu Fuji Electric bởi vì cái chất lượng của nó, độ bền. Như các anh chị có thể thấy trong tất cả các cái máy mà nhập từ Nhật về thì hầu hết các bộ điều khiển đều sử dụng của Fuji Electric. Thì hiện nay trên thị trường Fuji Electric cung cấp 4 dòng contactor tương ứng với 4 loại ứng dụng khác nhau. Accessory, những cái ứng dụng bình thường hay mình hay xài cho motor. SDCery thường cho những cái ứng dụng mình xài dòng DC. Và FCCery thì đây là dòng contactor mới, nó dùng cho những trường hợp các anh chị cần sự khác biệt về giá cả và những cái ứng dụng mình nhỏ thì tới 95 ampere. À, một cái dòng cuối cùng nữa là FK thì nó cũng được ứng dụng trong những cái ứng dụng vừa nhỏ. Thì hôm nay do thời lượng của chương trình cho nên Hải xin giới thiệu với các anh chị hai series nổi trội của Fuji Electric, đó là SC series và FJ series. Trong SB và FK thì nếu các anh chị nào có nhu cầu về DC hay là những cái ứng dụng nhỏ thì các anh chị có thể cho Hải xin cái yêu cầu, thì Hải sẽ tới từng công ty của các anh chị để giới thiệu rõ hơn FB là FK. Thì đây là contactor của Fuji Electric với đầy đủ cầm lai tất cả các tiêu chuẩn về điện trên thế giới. Điều làm nên sự nổi bật của Fuji Electric contactor đó là sự bền bỉ trong quá trình hoạt động. Fuji Electric cam kết contactor có thể lên đến 2 triệu lần electrical operation. Thì các anh chị là thấy là có thể là 2 triệu lần đóng cắt thì có thể lên tới 5 năm, 10 năm thì nó mới xài hết điện này. Nữa là lên đến có thể sử dụng lên đến 440 kW ở điện áp 3.8. Thì 440 kW nó tương đương tới 800 ampere. Tại vì công suất contactor của Fuji là từ 9 ampere cho tới 800 ampere ở cái dòng bình thường accessory. Thì từ 105 ampere đổ lên
như các anh chị thấy là trong hệ thống điện nếu có motor mà 150A đổ lên thì khi mà khởi động á, nó sẽ nó rì cái hệ thống điện của các anh chị, nó sụt áp, vậy nên đèn nó mờ đi hay là motor nó lần thần một chút rồi nó mới đi được. Đó, thì Fuji đã có cái công nghệ để giúp các anh chị có thể cải thiện cái tình trạng đó ở trong nhà máy bằng cái công nghệ là Super Magnet. Dạ, xin nói sơ một tí về cái công nghệ Super Magnet. Thì như các anh chị thấy, chúng ta nói thì ở đây là cái xe đồ lúc mà cái motor nó khởi động. Cái đường tím tím này thì nó là dầm của motor. Và cái đường này thì nó là điện áp lưới. Thì như các anh chị thấy là nếu mà khi mà mình đề ba cái motor thì cái dầm nó vọt lên rất là cao. Và dầm vọt lên cao ở với những cái motor lớn thì mặc nhiên nó sẽ kéo cái điện áp sụt áp. Thì sụt áp nó sẽ dẫn ra cái tình trạng là sụt áp cái thì cái nguồn coi nó lại nhả ra, tại vì nó không đủ điện áp để nó hút thì nó lại nhả ra điện áp nó lại nhảy lên thì nó lại hút được lại. Thì khi đó mình nghe cái tiếng cái công tắc tơ kêu đó, thì đó là trong một khoảng rất là ngắn đó. Thì đến khi nào mà cái motor nó đủ cái dòng cái áp nó không sụt được nữa, nó sụt quá cái mức mà nó cuộn co nó nhả ra được thì nó mới hết cái trạng thái đó, nó được. Thì Fuji gọi đó là chapter đó, thì cái đó nó ảnh hưởng rất là nhiều. Tuy nhiên thứ nhất nó ảnh hưởng đến cái conductor đó, nó cứ nhấp nhả thì hồ quang nó sẽ giảm tuổi thọ của conductor. Cái thứ hai là trong quá trình đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều các cái thiết bị kèm theo của các anh chị, ví dụ tất cả các sensor khi đó nó báo độ tùm lum tại vì điện áp nó chập chờn đó, hay là các cái đồng hồ đo cũng vậy, nó record các thông số đó, nó sẽ sai loạn cả lên hết. Với cái công nghệ Super Magnet của Fuji Electric, các anh chị thấy là thường đó, thì conductor input mình cấp nguồn vô thì mình cấp nguồn trực tiếp vào nguồn coil. Đó, đối với tất cả các hãng khác thì vậy, nhưng mà không, ở Fuji Electric thì không. Fuji Electric cung cấp thêm một cái bộ điều khiển ở bên trong cái đế của conductor, thì khi đó mình cấp nguồn vào thì mình sẽ không cấp vào trực tiếp vào nguồn coil mà mình đi qua một bộ vi mạch điện tử. Thì ở cái bộ vi mạch điện tử đó nó sẽ giúp cho cái conductor, thứ nhất là nó sẽ ổn định cái tín hiệu, cái thứ hai là nó sẽ làm cho cái cục, nó sẽ chuyển đổi từ AC thành DC cho cái dòng điện áp cấp vào nguồn coil. Thì điều này giúp chúng ta có thể là nới rộng cái khoảng cái hoạt động của cái nguồn coil. Mình có thể đi hạ hơn, thấp hơn 15% so với bình thường và có thể tăng lên 10% so với những cái thiết kế cơ bản của các hãng khác. Thì điều này chúng ta sẽ hạn chế hoàn toàn triệt để các cái hiện tượng là chatter ở cái mang contact giống như lúc nãy Hải nói là nó kêu chân lúc khi khởi động đó. Thì cái thứ hai nữa, với cái thiết kế này thì contactor của Fuji có thể làm việc với cả AC và DC. Như các anh chị thấy, nếu mà trong quá trình mình làm dự án, mình phải nói là tôi chọn conductor AC hay tôi chọn conductor DC ngay từ khi mình đặt hàng để mình biết được là nó tương ứng với cái thiết kế của mình. Nhưng mà không, ở conductor 105A độ lên của Fuji thì các anh chị không cần phải quan tâm nó là DC hay AC nữa. Nhưng mà theo Hải biết thì DC ở tất cả các hãng khác thường giá mắc hơn rất là nhiều so với AC. Ở đây thì AC và DC xài chung, do đó mặc định mình có được cái lợi thế về giá trong trường hợp mà các anh chị cần điện áp hoạt động điều khiển mà là DC, thì đây là một lợi thế của Fuji, các sản phẩm của Fuji Electric. Thì đây là cái công nghệ Super Magnet đều tạo nên sự khác biệt của conductor Fuji đối với tất cả các hãng khác. Nó giúp cho Fuji Electric có được cái chỗ đứng rất là vững chắc ở thị trường nội địa và đang từng bước mở rộng ở các thị trường khác ở trên toàn thế giới. Cũng giống như các thiết bị lúc nãy hai mới vừa trình bày, thì conductor cũng có đầy đủ tất cả các phụ kiện để cho các anh chị có thể sử dụng nó trong các yêu cầu khác nhau về điều khiển, các cái thiết kế khác nhau. Thì công ty Fuji Electric cũng có đầy đủ tất cả các thiết bị đó.
Cũng giống như BW Zero lúc nãy thì BW không lúc nãy thì càng ngày cái cạnh tranh rất là khốc liệt, cho nên Fuji Electric mà hôm nay cho ra mắt thêm một dòng contactor nữa gọi là FC series dành cho những ứng dụng vừa và nhỏ thì hiện nay nó lên đến 95A rồi, thì thực ra nó cũng không còn là nhỏ nữa, phải tương đối lớn rồi. Nhưng mà về tương lai thì Fuji cũng có định hướng là sẽ mở rộng cái dòng này, nó sẽ ra hai dòng lên đến 800 tương đương với SC để cho các anh chị có thể lựa chọn trong trường hợp là mình phải chiến đấu với các cái đối thủ khác nhau về giá cả nào đó. Thì bên cạnh cái lợi thế về giá thành, mình còn được thêm hai lợi thế nữa. Thứ nhất là thiết kế của conductor FG nó nhỏ hơn so với conductor trước, do đó mình sẽ giảm được cái kích thước của cái tổ điện nếu mình sử dụng conductor của Fuji. Thì ở đây các anh chị có thể thấy là Fuji đó là conductor của người ta là world smallest, conductor nhỏ nhất trên thế giới. Hay là mình có thêm được là cái terminal cover cho cái bảo vệ các cái đầu cực. Hồi trước các cái thiết bị trước thì mình phải dạng là option, nhưng mà bây giờ ở dòng FG mới thì mình có được nó theo là mặc định. Tương đương như là SC thì FG conductor cũng có đầy đủ tất cả các phụ kiện cho các anh chị thiết kế hệ thống điều khiển của mình. Một cái thông tin rất là thú vị đó là từ 18A trở lên các anh chị có thể xài chung SC với FG, là các phụ kiện là xài chung với nhau, không cần phải quan tâm là phụ kiện này của conductor loại này và phụ kiện kia. Như vậy thì thứ nhất các anh chị cũng dễ trong thiết kế và Hào Phương cũng dễ trong tồn kho. Lượng tồn kho của Hào Phương chỉ cần tồn kho một cái, một loại thì các anh chị có thể xài cho tất cả hai loại conductor. Đó thì Hải mới vừa xong phần các thiết bị conductor cũng như rồi là nhịp, thì Hải cũng xin kết thúc cái bài của mình ngày hôm nay. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi.